Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn về số lượng hồ sơ còn tồn đọng. Trước khi đi vào video tìm hiểu, xin mọi người ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và cho mình những like, những share, những comment. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ là buổi sáng ở thành phố San Francisco vào ngày thứ ba nè. Bây mình đang đứng ở ngoài đường thì tại vì mình có công việc, mình đi công việc, thì mình cũng xin giới thiệu thêm với tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Sau đây số lượng hồ sơ tồn đọng đang chờ phỏng vấn được cập nhật đến tháng 5 năm 2022. Để xem thông tin chi tiết, cô chú, anh chị và các bạn có thể truy cập vào đường dẫn đính kèm ở dưới đây mình có hiển thị. Báo cáo tồn đọng thị thực nhập cư của Trung tâm Thị thực Quốc gia NVC cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2022. Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý đơn xin thị thực nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để nối lại các dịch vụ thị thực thông thường trên cơ sở từng địa điểm một cách nhanh chóng nhất có thể, một cách an toàn. Tuy nhiên, đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng thị thực mà các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi ở nước ngoài có thể xử lý. Các ràng buộc cụ thể khác nhau, tùy thuộc vào các điều kiện và hạn chế của địa phương, nhưng bao gồm các lệnh khóa địa phương và quốc gia, hạn chế đi lại, quy định về kiểm dịch của nước sở tại và các biện pháp do các đại sứ quán và lãnh sự của chúng tôi thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Tổng thống Biden ban hành lệnh hành pháp EO 14012 về khôi phục niềm tin vào hệ thống nhập cư hợp pháp của chúng tôi, mặc dù chúng tôi tiếp tục đối mặt với những thử thách thực sự và dai dẳng trong thời đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết giải quyết tình trạng tồn đọng thị thực nhập cư và chia sẻ minh bạch tình trạng hoạt động thị thực trên toàn thế giới của chúng tôi, trong khi vẫn tận tâm vì sự an toàn của nhân viên và người nộp đơn và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Số lượng hồ sơ đã hoàn thành 6 bước tại NVC và sẵn sàng phỏng vấn tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 là 449.583 người. Số lượng hồ sơ định cư được hẹn phỏng vấn vào tháng 5 năm 2022 là 28.447 người. Số lượng hồ sơ tồn đọng đã hoàn thành 6 bước và đang chờ cuộc hẹn phỏng vấn là 421.136 người. Trong năm 2019, trung bình có 60.866 ứng viên đang chờ xếp lịch phỏng vấn mỗi tháng. Như vậy là hồ sơ còn tồn đọng khá là nhiều. Bản tổng kết báo cáo tồn đọng các tháng. Tháng 3, số hồ sơ hoàn thành 6 bước với NVC là 469.017 hồ sơ. Số hồ sơ đã phỏng vấn là 32.317 hồ sơ. Số hồ sơ tồn đọng là 436.700 hồ sơ. Đối với tháng 4, số hồ sơ hoàn thành 6 bước là 453.797 hồ sơ. Số hồ sơ đã phỏng vấn là 32.439 hồ sơ. Số hồ sơ đang tồn đọng là 421.358 hồ sơ. Tháng 5, số hồ sơ hoàn thành 6 bước với NVC là 449.583 hồ sơ. Số hồ sơ đã được phỏng vấn là 28.447 hồ sơ. Và cuối cùng, số hồ sơ hiện đang tồn đọng ở tháng 5 là 421.136 hồ sơ.